Các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện ra rằng chủng mới của virus corona 2019 nCoV có thể tồn tại tới 9 ngày trên bề mặt các vật dụng với nhiệt độ trong nhà và con người có thể nhiễm virus bất cứ lúc nào trong thời gian này. Đây là thời gian tồn tại tối đa của virus nCoV bên ngoài vật chủ. Thời gian tồn tại trung bình của virus này bên ngoài vật chủ là từ 4 đến 5 ngày. Cũng theo các nhà khoa học Đức, công cụ khử trùng được các nhà khoa học khuyến cáo là các dạng dung dịch như ethanol, oxy già hoặc là sodium hypochlorite. Do chưa có liệu pháp đặc hiệu chống virus corona chủng mới, nên việc ngăn ngừa nhiễm khuẩn là rất quan trọng. Giống như các trường hợp lây nhiễm qua không khí, virus nCoV lây lan qua bàn tay và các bề mặt được chạm thường xuyên. Theo các nhà nghiên cứu, các điểm chạm thường xuyên trong bệnh viện có thể như tay nắm cửa, chuông, kệ đầu giường, thành giường hay là các vật dụng khác trong khu vực gần bệnh nhân. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy ít nhất 50% số ca lây nhiễm virus 2019 nCoV từ người sang người xảy ra khi người bệnh đầu tiên chưa xuất hiện các triệu chứng.